Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sự vâng lời, nó quan trọng, nó tốt như thế nào? Hãy cùng tôi bật một đoạn kinh thánh lên. Sách Sơ Nguyên, 1 đoạn 15 câu 22 câu 23, nói về sự vâng lời. Con người chúng ta có nhiều những khiếm khuyết, giám đốc có nhiều khiếm khuyết. Thế cho sự vâng lời đối với con người, chúng ta thấy có nhiều cái sai, chúng ta cần phải đối thoại, trò chuyện. Còn với một Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn đúng, Ngài nhìn thấy mọi sự, Ngài luôn là tối cao, toàn năng, toàn tại, toàn tri. Điều gì Ngài nói, nó là chính xác đúng. Có nhiều điều trong Kinh Thánh mà bạn và tôi có trong tay này, nó là lời của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều mà Chúa đã phán ở trong này. Lấy ví dụ, 4.000 năm trước, lời Chúa đã nói với dân Do Thái rằng đừng có ăn huyết. Hãy nhắc lại cùng tôi, đừng ăn huyết. Dịch ra tiếng Việt với dân gia gọi là chớ ăn tiết canh. Đó, đơn giản như vậy thôi. Nếu mà dịch Kinh Thánh nói rằng là Chúa phán ngày xưa rằng đừng ăn tiết canh, mà người Việt Nam chúng ta thì là nói rằng ăn tiết canh nó bổ, nó nhiều chất bổ trong đó. Mà người biết bổ đến mức độ nào không? Nó bổ, bổ toát đầu đấy. Cuối cùng người ta bị một loại bệnh mà da thâm tím lại, nó làm cho gan không còn hoạt động nữa, một cái loại sán truy ra tận não, và cuối cùng cấp cứu không kịp. Và cách đây rất là nhiều năm tháng trước, báo chí Việt Nam phải viết những bài, phải post những hình ảnh lên nói rằng xin đừng ăn tiết canh, không ăn tiết canh nữa. Nhưng mà người Do Thái họ đã học cái điều này 4.000 năm rồi. Một cái bát tiết đựng cả một đống vi trùng, chúng ta nói rằng bỏ, đưa thẳng vào miệng một cái bát đầy vi trùng đó thì làm sao mà không mang bệnh vào cơ thể. Vậy cho nên tôi chỉ đơn cử một thí dụ đó thôi, để cho thấy rằng vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối luôn luôn mang lại cho bạn những hiệu ích, kể cả bây giờ chúng ta chưa hiểu hết. Amen, amen. Chúa nói với dân Do Thái rằng hỡi những người nam, khi đẻ ra đến ngày thứ 8 cắt đi, có nghĩa là dương vật của người đàn ông, của người cháu bé đó, đến ngày thứ 8 cái da ở đầu, cái bao quy đầu đó được đưa lên đền thờ, cắt cái da đó. Người Do Thái họ vâng lời làm theo. Và bây giờ năm 1948, người ta phát hiện ra một căn bệnh mà những người nữ Do Thái không người nào bị, đó là ung thư tử cung. Người Do Thái nữ không hề bị. Họ nghiên cứu tại sao lại như vậy thì phát hiện ra rằng có một loại vi khuẩn sống ở cái da đầu của người đàn ông, cái da đầu của dương vật đấy. Khi mà sinh hoạt tình dục với người vợ bị xước, cái loại vi khuẩn đó nó xâm nhập vào chỗ xước đó và tạo ra khối u và ung thư từ đó mà ra. Còn người Do Thái được cắt từ ngày thứ 8 rồi, cho nên vợ của họ được an toàn. Người ta mới hiểu ra rằng lời Chúa dạy luôn luôn đúng, dù bạn có hiểu bây giờ hay không. Khoa học càng phát triển càng chứng minh được những điều gì trong Kinh Thánh đúng. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy tin vào điều Kinh Thánh nói trước. Amen, amen. Là sự vâng lời Đức Chúa Trời tốt hơn của tế lễ. Lời Chúa nói vâng lời Đức Chúa Trời, chứ không phải vâng lời cha mẹ, không phải vâng lời người cầm quyền, không phải vâng lời mục sư. Vâng lời và vâng phục là hai cái khác nhau. Mọi người hiểu không ạ? Nếu chồng của bạn chưa tin Chúa nói rằng đưa tiền đây đi đánh bạc, cá độ bóng đá, chắc chắn U23 sẽ nhận được cúp, anh sẽ cấm cả cái nhà này. Bạn ơi, nếu như chồng bạn nói như vậy, nếu mà bạn vâng lời có nghĩa là đưa tiền cho ông ta cấm, còn bạn vâng phục có nghĩa là như vậy này: anh, em yêu anh và tôn trọng anh, nhưng anh, em không thể đưa tiền cho anh đi chơi cá độ được. Vâng phục là trạng thái tấm lòng của mình không khinh thường kể cả chồng đuổi, không khinh thường kể cả bố mẹ sai, nhưng mình dám nói cái điều đó sai ra, nhưng trong lòng không hề khinh thường. Đó là vâng phục. Còn vâng lời là hành động làm theo khi người ta yêu cầu. Chúa nói hãy vâng lời Đức Chúa Trời, còn hãy vâng phục cha mẹ, vâng phục mục sư, vâng phục những người cầm quyền, là như vậy đấy chứ. Mọi người hiểu từ vâng phục và vâng lời chưa? Hiểu chưa? Có nhiều người vâng lời mà không hề vâng phục. Người vợ chồng bắt đi rửa bát, vừa rửa bát vừa làm bầm. Thằng này bà mà có sức khỏe bà đánh mà chết thôi. Vừa làm bầm vừa rửa bát ở trong bếp chửi chồng để cho hắn không nghe thấy. Người đó là người vâng lời chồng mà trong lòng không hề vâng phục. Chúa dạy chúng ta hãy vâng lời Đức Chúa Trời, vì lời Chúa nói luôn luôn đúng. Amen. Lời Chúa nói rằng đừng bỏ những buổi nhóm như mấy kẻ quen làm. Chúng ta hãy đến ngày Chủ Nhật, hãy sắp xếp hết thảy, hãy sắp xếp hết thảy những công việc
bạn biết có lời mang con của mình tới buổi nhóm này chủ nhật này, Chúa sẽ tìm cách ban phước cho nó, dạy giúp cho bạn. Chúa nói chớ phạm tội tà dâm, hãy vâng lời, bởi vì khi bạn giữ được điều đó, bạn sẽ mang lại phước hạnh cho đời sống của mình và người khác. Vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nào chúng ta cùng nhau đọc Samuel. Ơi nói về vua Saul. Samuel nói Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Chúa nói với Saul rằng sau khi chiếm được cái vùng đất này, hết thảy mọi đồ mà dân tộc này thờ lại thần tượng phải xử trảm hết, phải tận diệt hết. Và ông Saul ông sợ dân sự, ông lựa chọn những con vật tốt ở trong cái đám mà đáng nhẽ phải hủy đó, ông giữ lại. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Cái câu chuyện đó nó tương đương với bây giờ này, có một đống tranh ảnh đồ trụy và lời Chúa nói rằng phải đốt hết. Nhưng có chàng trai nó lựa chọn trong đống tranh đồ trụy đó những cô gái mặt đẹp và giữ lại để dâng lên cho Đức Chúa Trời, và nghĩ rằng như vậy nó mới hay. Và Chúa nói rằng hết thảy những đồ này ô uế đốt, ta đã nói đốt là đốt hết. Nhưng mà tại sao ngươi giữ lại cái này? Bởi vì mặt nó hiền hậu. Vấn đề mặt hiền hậu nhưng ở trong đó có thuốc độc, cần phải diệt hết. Sau lâu đây cũng y chang như vậy. Ông giữ lại những đồ mà của tế lễ đó, của cho các thần tượng nó đẹp. Ông muốn dâng cho Đức Giê-hô-va. Và sau khi tiên tri Đức Trời nói rằng Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng lời Ngài sao? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Hãy nhắc lại cùng tôi, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Chà, có một người vợ nào nhận một bông hoa hồng của ông chồng tặng mà thừa biết ông ta vừa phạm tội ngoại tình. Cái bông hoa này nó là của tế lễ, nhưng mà anh đã phạm một điều quan trọng khác, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự trung thủy tốt hơn của tế lễ. Và lời Chúa nói rằng dầu có đức tin rời núi, dù có những ân tứ nói đủ mọi thứ tiếng, dù cả xả thân của mình chịu chết, bán cả gia tài dâng cho hội thánh, nhưng nếu thiếu tình yêu thương ở trong đó, hết thảy mọi sự đó đều là vô ích. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mã của chiến lực. Và lời Chúa khẳng định tiếp rằng sự bội nghịch cũng giống như tội, giống như sự ở thờ tà thuật. Sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Chính sự không vâng lời sau lâu đã mất sự kêu gọi. Bởi vậy anh chị em ơi, hãy cùng nhau đọc lời Chúa hàng ngày và tiếp nhận lời Chúa giống như con trẻ. Nếu Chúa nói đừng say sưa, tôi kêu gọi anh chị em hãy rời khỏi, đừng uống rượu. Bởi vì rượu là một loại thuốc mà nó mê chúng ta. Đầu tiên chỉ uống một chút thôi, nó đưa cái đuôi cáo vào trong nhà của bạn. Sau đó bạn uống một chút nữa, nó đưa chân sau vào nhà của bạn. Bạn uống một chút nữa, bạn không biết chỗ nào điểm dừng. Có một số người nói rằng Chúa chỉ khuyên mình không nên say thôi, chứ còn một chút chút, cái chút chút của bạn, bạn không định nghĩa được thế nào là chút chút. Nửa chai cũng là chút chút, một chai rưỡi cũng là chút chút. Và cứ thế con cáo bắt đầu nó vào nhà của thỏ. Thỏ mẹ dặn đừng cho cáo vào nhà nhé. Nó nói rằng chị thỏ ơi, em ở ngoài lạnh lắm, cho em vào nhà đó. Thỏ nói mẹ tớ nói rằng không cho ai vào nhà, đặc biệt là cậu. Bảo không, em có vào đâu, chỉ cho cái đuôi thôi. Thỏ bảo ư nhí, nó đâu có vào đâu, mình cho nó nhờ cái đuôi. Cho cái đuôi vào. Nó là xin tớ vẫn thích lạnh lạnh, cho thơ cái chân sau nhé. Ư nhí, mẹ dặn là không cho nó vào, thì nó có vào đâu, đầu nó vẫn bên ngoài mà, cho nó chân vào đi. Cho cái chân vào. Rồi nó bảo cho hai cái chân trước nữa nhé. Ư nhí, đầu nó có vào đâu, nó chỉ cho hai bốn cái chân vào thôi. Và chỉ nháy một chút sau, thỏ đã ở trong bụng cáo rồi. Bởi vậy cho nên bạn ơi, hãy làm một giao ước. Tôi đã làm một giao ước, tôi không ép bạn. Từ ngày tin Chúa tháng 7, tôi thực sự giao đời sống tôi cho Chúa. Tháng 7 năm 1992 tôi làm một giao ước. Chúa ơi, từ ngày hôm nay xin Chúa giúp con không có một giọt bia, giọt rượu vào miệng của con. Con muốn giữ con người con luôn tỉnh táo khi gặp người khác,
vì con là lá thư của Ngài. Điều thứ hai, sẽ không bao giờ con hút thuốc lá và hút thuốc viện nữa. Tôi đã từng hút thuốc viện, hút thuốc cỏ đấy, hút loại cỏ Anasa bên Nga, hút xong là người nó ngất ngưỡng như vậy, người lưu lưu siêu như vậy này. Vào trong toilet trước khi vào vòng thi, chót vào trong vòng thi nó hút thuốc lá là không thi được, là ra đầu cứ đập lên tường này, đập lên tường kia này, lầm cầm bàn thi cái ngủ gật luôn. Giáo hỏi chăn cầm bàn thi như vậy vì tôi ngủ á, tôi ngủ trên phòng thi nhá. Có ai đã nói rằng nhưng mà Chúa đâu có cấm cho Kinh Thánh không hút thuốc lá? Tôi nói bạn ơi, bạn thử xem bất cứ cái ống khói nào nó hướng về đâu, nó đẩy thân thể lên đúng không? Còn cái mũi của bạn đi đâu? Nó xuống phía dưới này ha. Còn nếu mũi của bạn cho khói đó, thì nó phải ở trên này chứ. Mỗi lần bạn dít khói bùng 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 bùng, nó phải lên dưới này. Chứ nó ở đây để cho bạn thở, mà không có ống khói nào trong đó có lâm, chỉ có mũi của bạn ở trong đó có lâm. Tại sao có lâm? Để nó lọc bụi. Thành ra mũi của bạn để thở chứ không phải để phun khói. Bạn thử tưởng tượng Chúa đang ở trong lòng của bạn, mà bây giờ bạn một cái Chúa trong sặc quá, làm sao mà chịu được? Bởi vậy cho nên để đẹp lòng Đức Chúa Trời, sao mai cười tươi thế mai? Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau, tôi kể câu chuyện của tôi ra nhưng không hề áp đặt anh chị em nhé. Và một điều thứ ba, tôi mấy cái giao ước à? Một điều thứ ba, không bao giờ đánh bạc nữa. Mọi người biết tôi luôn luôn học trường đại học mỏ ngày xưa, 5 giờ sáng ngủ, 5 giờ chiều dậy. Mà nghĩ sao đó? Đánh bạc, không phải đánh bạc mà chơi kiểu sóc đĩa như người này, mà chơi poker thì kiểu người Mỹ đấy, ghi điểm xong ăn tiền luôn, và mất nhiều thời gian rồi mình thức đêm ngủ ngày. Thế ra chúng tôi được gọi bên Nga gọi là dân trí thức, không phải vì biết nhiều mà có trí để thức đêm thì gọi là dân trí thức. Và bắt đầu từ khi tin Chúa Giêsu, cuộc đời tôi thay đổi bởi một số giao ước đó. Nó không phải dễ đâu, nhưng mà mình nắm giao ước đó, giữ mỗi lần chuẩn bị sa ngã là gìn giữ. Một giao ước thứ tư, giao ước thứ tư, Chúa ơi, bắt đầu từ những thời điểm này con sẽ chỉ ăn ngủ với một người đàn bà và người đó là vợ của con mà thôi. Thủy Tiên giơ tay vẫy vẫy hay vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời nhá. Sự trung thủy rất là quan trọng, và cảm ơn Chúa, không phải nhờ sức của tôi, Chúa đã gìn giữ và rất là khó. Sau khi tôi về trục bỏ, bạn tôi nghe sau đó nói rằng, tao nói với mày nha, không đủ một tuần sau mày sẽ làm những điều mày vừa cái hứa đó. Mọi người biết không? Bạn đừng có đưa ra cái mốc dài. Tôi đưa ra mốc mỗi ngày, Chúa ơi, xin ngày hôm nay không hút thuốc, xin ngày hôm nay không đánh bạc, xin ngày hôm nay không uống bia, xin ngày hôm nay không bị sự rơi cám dỗ. Được xong một ngày rồi, thành công. Ngủ xong sáng dậy, Chúa ơi, lại thêm một ngày nữa. Chúa ơi, nó bảo còn hết tuần này là con sẽ phạm lại tội cũ, Chúa ơi, cho con thắng thêm ngày nữa. Nó không phải vì không đặt được một tháng, mà đặt ra mỗi một ngày chiến thắng. Dần dần bắt đầu hết tuần chiến thắng. Nó là nói rằng mày không đợi đến Tết đâu, còn 2 tháng nữa là đến Tết. Lại được cầu nguyện Chúa ơi, nó lại nói rằng con có thể thất bại trước Tết, xin Chúa cho con bảo vệ gìn giữ đến Tết này không phạm những điều mà đã hứa nguyện với Ngài, và cứ tiếp tục chiến đấu. Giống như chơi tennis vậy, bạn phải chiến thắng và giành giật từng điểm một trong những set. Bởi vậy cho anh chị em ơi, cuộc sống là một trận chiến cám dỗ nhiều lắm anh chị em. Sống thủy chung với vợ và với chồng khó hơn nhiều sống bậy bạ. Sống mà vô kỷ luật nó dễ hơn nhiều so với sống có kỷ luật. Và Chúa nói rằng những kẻ nào vào nước trời dành cho những kẻ mạnh sức mới vào được, là như vậy đó anh chị em. Không phải bảo chúng ta mạnh sức, mà bởi vì chúng ta nhận sức mạnh từ Ngài để mà có thể sống đứng vững trong thế gian này. Con đường hẹp mà chúng ta đang đi giống như đang đi đu dây qua từ núi này sang núi kia vậy, chỉ cần chật một chút là bạn ngã gục rồi. Bạn cần công sự thăng bằng từ một đấng mà đang bế bạn, hãy nằm trong vòng tay của Ngài. Amen. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ là như vậy đó anh chị em. Khi bạn vâng lời Ngài, bạn sẽ chắc chắn đi đúng con đường từng bước một. Chúa đi trước, và Ngài nói rằng con đang đi trong một cái con đầm lầy và đầy mình, hãy đi theo từng lốt chân của ta. Ta rút một chân lên, người sẽ nhập đúng cái chỗ ta vừa rút, và cứ như vậy đi, người sẽ được an toàn. Còn nhầm là người sẽ chết. Amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo chúng ta nghe tiếp lời Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 6. Vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nhiều khi
bàn dâng của tế lễ. Người ngoài nhìn bàn dâng đó là của tế lễ, nhưng Chúa nhìn vào lòng của bạn thấy đó là đồ thừa của bạn. Tôi nói với anh chị em, có nhiều khi dâng một chiếc xe ô tô nhưng chưa chắc nó đã đáng giá đối với bạn đâu. Có thể đó là chiếc xe thừa. Còn nếu Chúa nói với bạn dâng đó là chính xác cái gì mà bạn thích nhất và quý nhất. Nếu mà bạn nhìn thấy Abraham dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, có thể hàng nghìn con chiên, nhưng Chúa nói tên này dâng của thừa. Và bạn hỏi, Chúa ơi, thế cái điều gì mà Abraham phải dâng là tốt nhất? Chúa nói, Abraham dâng Isaac cho ta, đứa con của ông ta mới là đứa quý nhất. Thế nên có những cái mà Chúa đã phán với lòng bạn là cái mà bạn giấu, bạn sợ mở ra một cái đó thì nguy hiểm. Có nhiều cái người khác thấy bạn dâng nó là hay, nhưng mà Chúa nói rằng chứ phải là điều ta cần đâu, ta cần là sự vâng lời cả. Bạn có thể dâng rất nhiều tiền, nhưng Chúa nói rằng thế này đối với nó dễ lắm. Thế cái gì khó đối với nó? Hãy xin lỗi người này một câu đi, khó kinh khủng. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bạn có thể tận hiến đi hết làng này tới thành phố khác giảng tin lành, nhưng Chúa nói rằng cái này đối với nó dễ lắm. Cái gì đối với nó khó? Hãy nói với bố của mình rằng, bố ơi, con yêu bố, khó kinh lắm. Tôi đây này, 11 năm trước, 12 năm trước đứng sau lưng bố tôi nửa mét đây này, ông khóc rực rực như vậy, tôi đứng sau nửa mét. Chúa nói với lòng tôi rằng hãy ôm bố của mình và nói rằng, bố ơi, con yêu bố. Không làm được. 7 tuần về Việt Nam, tôi đã rời khỏi Việt Nam trở lại Nga, không nói được câu nói, bố ơi, con yêu bố. Tưởng là dễ à? Khó lắm. Nhưng cảm ơn Chúa, qua Dani, nó đã giúp tôi nói được câu nói đó, bởi vì nó đã ban cho tôi câu nói đó. Khi tôi lái xe ô tô, nó ngồi đằng sau lưng của tôi chơi cái Lego. Hồi đó nó hơn 3 tuổi rưỡi, nó chơi chơi một hồi, nó nói rằng, Papa, mẹ nó thì đi đến nhà thờ trước rồi, dạy hát, tôi đi ô tô sau chở nó. Nó bảo, Papa, Dani yêu Papa lắm. Tôi nghe nó xong, chân tay tôi bủn rủn như vậy, tôi không lái được xe nổi nữa. Tôi tạt xe vào vệ đường, quay sang hỏi, Dani, con vừa nói cái gì đấy? Nó ngơ ngác sợ, nó nói, Dani nói rồi, Dani yêu Papa. Tôi cũng đầu xuống dưới cái vô lăng đó và nói, tại sao tôi không nói được câu nói này với bố của tôi? Tôi về nói với vợ tôi, nói sáng hôm sau em gọi điện cho bố đi và cho anh nói với bố một câu. Tôi đó, mẹ tôi nói rằng mày với bố mày xung khắc, nó nói một câu nào là hai bố con chọn nhau. Tại sao tôi bố tôi không nói chuyện với nhau? Bố tôi hay đánh tôi từ nhỏ, tại sao tôi không thích bố tôi và bố tôi không thích tôi? Có thể hai bố con tính giống nhau, tại sao là không yêu nhau? Tại sao không bao giờ tôi gọi điện thoại nói chuyện trước về nhà, chỉ có vợ tôi gọi điện thoại về nhà, sau đó tôi nói ké qua mấy câu là xong. Lần này thì tôi gọi điện thoại với bố, nói rằng, bố ơi, anh Hùng muốn nói với bố một điều gì đó. Tôi cầm máy điện thoại, bố tôi đầu dây kia nói, bố ơi, con muốn nói với bố một điều mà điều bố đang chờ đợi từ con, và con cũng rất chờ đợi từ bố. Ông nói với tôi một đầu kia dưới, nói gì nói đi, khách sáo. Bạn biết không, nghe xong câu đó thì tôi chán luôn rồi. Nó giống như là cái miếng bơ mau đổ một cái xôi, một cái gọi là một cái chai nước đóng đổ vào cái miếng bơ, nó xỉu xuống này thôi. Tôi chán chẳng thèm nói nữa, nhưng tôi biết rằng nếu không nói bây giờ sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa. Cứ cầm cái máy, tôi nói rằng, bố, con yêu bố. Đầu kia thấy ông không dập máy, mà máy không tút ngắn ngắn như là người dập máy xuống. Ông vẫn giữ tay như vậy, nhưng mà tôi biết ông thở rất là nặng. Tôi bảo, bố có chuyện gì không? Ông bảo, tôi nói rằng là vẫn còn sống đấy. Và bắt đầu từ đó, 2006 cho tới ngày hôm nay, 12 năm, chúng tôi là bạn bè với nhau. Tôi về phép Việt Nam ngủ trưa với ông, tôi sờ xương chỗ này, sờ chỗ này, sờ chỗ kia, để xem là xương của ông có gầy, ông béo không? Là trò chuyện với nhau, rồi hỏi chuyện về tình yêu, ngày xưa yêu mẹ kiểu gì. Trao đổi với nhau rất là bạn bè, bắt đầu từ câu nói, bố ơi, con yêu bố. Bởi vì Chúa đã qua thằng con trai của tôi, đã cho tôi cái điều mà tôi mới nhận được để cho bố của tôi. Bạn có nhiều điều mà Chúa cần từ bạn, không phải chỉ của tế lễ, mà sự vâng lời. Nếu Chúa phán với bạn ngày hôm nay, hãy nói với ai đó cái lời vừa rồi. Nếu Chúa phán với bạn ngày hôm nay một điều gì, đơn giản, hãy vâng lời và làm theo. Nó tốt hơn của tế lễ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ đi Chúa Trời. Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 3, câu 4.
chúng ta đang hầu việc Chúa trước một đấng không nhìn thấy. Và đấng không nhìn thấy sẽ nhìn thấy những điều gì không nhìn thấy của bạn. Đây nói về sự bố thí, hay là đây nói về sự giúp đỡ người khác, sự dâng hiến hay bất cứ một việc gì. Chúa nói, sau khi ngươi bố thí, dâng hiến hay làm một việc gì, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm. Lời Chúa dạy ở đây, chúng ta cần hiểu cho nó đúng. Có một số người bóc một câu ở trong mạch đó ra mà không hiểu, không đọc từ câu trên. Có một số người đọc mà không hiểu bản chất của câu chuyện. Thằng con về nói bố rằng, bố ơi, hôm nay thầy dạy rất là hay. Hay cái gì? Quyển sách chúng viết rằng là rắn là loài bò, bố ạ. Có phát hiện ra là rắn là loài bò. Thằng này ra mà rắn là loài bò, đọc không đến đầu không đến đuôi, không đọc hết cả mạch. Rắn là loài bò sát không chân, thì anh ta chỉ đọc đến rắn là loài bò, và anh ta chạy, anh ta khoe là rắn là loài bò. Có một số người đọc Kinh Thánh, bóc một câu trong này ra, khi ngươi dâng hiến đừng cho tay tả biết tay hữu làm gì, và nói rằng có nhiều khi tôi dâng hiến một điều gì tôi trả cho vợ tôi biết. Có người lành nói dối vợ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bạn bây giờ về chồng chưa tin Chúa hoặc vợ chưa tin Chúa, bạn cần phải làm một điều gì đó cho Chúa, bạn khai tổng cọc hết để cho ông đấm bạn một trận. Vì đức tin nó khác nhau. Nhưng nếu như người đó là vợ, cùng hội thánh, cùng là một thân với bạn, cùng một niềm tin với bạn, thì tôi khuyên bạn hãy cầu nguyện chung với nàng, dâng hiến cho bất kỳ một ai, hãy bàn bạc cùng với vợ, hãy trò chuyện. Thì đó là cái kinh nghiệm của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi sang bên Nga, tôi tiếp xúc với người vợ của tôi hiểu được điểm mạnh điểm yếu của cô ấy. Tôi có những cái cơ hội hầu với Chúa trước khi lấy chồng, trước khi lấy vợ. 7 năm làm mục sư, sau đó tôi mới lấy vợ. Thế nên tôi có nhiều những kinh nghiệm mà qua những thất bại của những cặp vợ chồng khác. Thế nên khi tiếp xúc với người vợ này, tôi hiểu rằng có một số những điều mà Chúa giúp cho cô ấy qua tôi, đặc biệt về sự dâng hiến. Chúng tôi bắt đầu tập thành cho vợ, mỗi lần dâng hiến cho một điều gì, hội thánh hoặc cho ai, chúng tôi hãy bàn bạc với nhau và cầu nguyện. Và sau khi quyết định số tiền dâng hiến, vợ tôi hay cầm cái đó để dâng cho hội thánh, dâng cho người đó. Và thường trước đây khi không có vợ đó, ai đưa dâng hiến cho tôi hay là một cặp lồng cơm với lại đồ xào hay là đồ kho, hãy đưa cho tôi. Tiền họ dâng cho tôi thêm trong lương đó thì họ đưa cho tôi. Và bây giờ khi họ mang cái tiền đó cho tôi đó, tôi hay nói, hãy vì tôi và vì gia đình tôi, hãy giúp tôi mang số tiền này đưa cho vợ của tôi. Và tại sao là như vậy? Tôi muốn vợ của tôi nhìn thấy rằng cái gì mà cô đã cùng với tôi gieo, bây giờ cô trực tiếp gặt. Còn nếu mà tôi mà bỏ túi đó mà vợ không biết đó, thì cô không nhìn thấy mùa gặt. Mùa gặt cần phải tới để động viên cái đức tin của người gieo. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bởi vậy cho nên tôi kêu gọi đừng quá bố cục và bóc cái câu này ra khỏi mạch văn. Mạch văn Chúa dạy rằng ở phía trên, khi ngươi bố thí đừng loa, đừng thổi kèn, đừng quảng cáo, đừng khoe, giống như các hoa hậu thường khoe, ngồi chụp ảnh với một số người rất là nghèo bị bệnh phung, xong rồi tung bố lên trên màn hình thật là rộng, nói rằng thấy chưa, tôi hòa mình với những người nghèo. Đây là đang quảng cáo cho bản thân. Còn lời Chúa đang nói chúng ta rằng đừng khoe. Và tiếp theo Chúa nói rằng hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, vì Cha ngươi đấng thấy trong số kín nhiệm. Chúa nhìn thấy động cơ của sự dâng hiến trong lòng của bạn này, từ trong này này, khi bạn dâng tiền Chúa nhìn vào động cơ, chứ Ngài không nhìn vào bạn dâng bao nhiêu. Thế ra việc bạn tay tả không cho tay hữu biết là Ngài đang muốn nói rằng Chúa dạy bạn đừng có khoe điều mà bạn làm tốt cho người khác. Có một số người nói rằng, mục sư ơi, tại sao tôi ở lành mà lại không lại gặt điều ác? Đơn giản chị ạ, chỉ có cho người ta có 20 đô thôi mà kể 11 năm liền, cứ kể hoài chuyện đó. Hãy để cho miệng người ta nói, đừng để cho miệng mình kể việc tốt của mình. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Một nguyên tắc mà rất thuộc linh trong hội thánh rằng, khi bạn làm điều tốt cho người khác, đừng bao giờ để miệng của bạn kể cái lời đó ra cho người khác. Hãy để cho người ta nói. Bạn làm ơn cho ai, hãy để cho người ta nói. Đừng để cho miệng của mình nói việc của mình làm. Amen. Chúa, Ngài nhìn vào chỗ kín nhiệm, nhìn vào động cơ. Đấng kín nhiệm thấy được chỗ kín nhiệm trong lòng của bạn. Động cơ của bạn dâng tiền với mục đích gì, Chúa nhìn thấy. Người ta không nhìn thấy, nhưng động cơ tội thì tiền bạn dâng tốt, nó cũng là tội. Xin Chúa bắt đầu thay đổi ở bên trong lòng chúng ta. Amen. Còn dâng hiến, chúng ta hãy hiểu được. Người có tên là Joseph,
sau này gọi là Ba-na-ba. Ông ấy đặt tiền ở dưới chân các sứ đồ, có nghĩa là công khai, chứ không phải là không cho ai biết. Việc làm của ông đó rất là công khai, nhưng Chúa nhìn vào tấm lòng của ông nói rằng sự tín nhiệm trong lòng của ngươi, ngươi muốn dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Thành ra ngươi là con của Đấng An Ủi. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Như vậy bạn cần biết động cơ của sự dâng hiến của bạn, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Và khi Thánh chết rằng là Đấng nhìn thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ ban thưởng cho người. Ban thưởng đây không phải là lặp lại 60, 70, 100 lần hơn, không phải chỉ ở trên đất này, mà thưởng ở đây còn có một quà thằng thưởng nữa trên trời nữa cơ. Lúc đó Chúa nói rằng hỡi những kẻ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy vào hưởng sự vui mừng cùng với Chúa người. Đó là phần thưởng đó anh chị em, không phải chỉ ở trên đất này thôi, mà còn nước đời đời nữa. Amen. Thế ra hãy nhớ, khi dâng hiến làm việc tốt cho người khác, đừng trống răng cờ mở, đừng quảng cáo, đừng khoe khoang, hãy giữ trong lòng của mình. Khi mà bạn dâng hiến cùng với vợ của mình, với gia đình, hãy nói cùng bàn bạc với nhau, hai đứa con của tôi có những cái sự dâng hiến, chúng nó cũng được tham dự, cũng dâng tiền, bố mẹ sẽ làm điều này, bố mẹ sẽ làm điều kia. Chúng nó cần phải biết và cùng cầu nguyện cho sự dâng hiến đó, dâng hiến cho ông bà, dâng hiến cho người này người kia, làm cái điều gì đó các con tôi cũng tham dự, nếu như nó là một thành viên trong gia đình. Thật ra anh chị em đừng để tay tả cho tay hữu biết mình làm dâng hiến, hiểu cho nó đúng, không phải là mình nói dối và giấu người khác, chỉ đơn giản giấu đừng khoe ra thôi. Còn những người nào cùng trong một cái team, cùng trong một đồng đội dâng hiến, hãy bàn bạc và cùng cầu nguyện, hai người luôn tốt hơn một, kể cả trong sự dâng hiến. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Ok, tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Cái giá của sự vâng lời, ai là người biết sứ đồ răng, giơ tay tôi xem nào. Tin lành răng là được ông này viết. Chúng ta cùng nhau xem là Kinh Thánh. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, hết thảy các sứ đồ, môn đồ đều bỏ trốn hết. Các anh em ruột của Chúa cũng không có xuất hiện. Dưới trên thập tự giá chỉ có một sứ đồ duy nhất, đó là sứ đồ răng. Tuổi còn trẻ chắc là khoảng gần 20. Ông ta đứng ở dưới chân thập tự nhìn cái ngày mà lúc của Chúa đang đau đớn trên kia với mẹ của Chúa Giêsu trên đất này là bà Mary. Câu chuyện kể lại, sau khi Chúa Giêsu chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng, Ngài nhìn bà Mary và nói rằng hỡi người đàn bà kia, chỉ vào răng, mà nhìn vào răng nói đây là con của bà. Rồi sau đó Chúa quay sang nói với răng, đây là câu Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 19 câu 27, đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng đó là mẹ người. Hãy nhắc lại cùng tôi, đó là mẹ người. Cùng thấy nói rằng bắt đầu từ bấy giờ môn đồ ấy rước Ngài về nhà mình. Đây là sự vâng lời của răng. Đây là sự vâng lời của răng. Có ai đã nói rằng Chúa Giêsu là người không có hiếu với mẹ và cha của mình? Vì sao họ nói như vậy? Khi Chúa nói vào cái tiệc cưới, nói rằng Giêsu ấy hết rượu rồi, ý của bà Mary muốn Chúa làm phép lạ. Chúa quay ra nhìn người đàn bà nói rằng hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ của ta chưa tới. Bảo ồ bất hiếu. Nói chuyện với mẹ của mình mà nói như vậy. Mẹ bảo làm thì làm đi theo. Vâng phục mà, vâng phục làm theo. Vâng phục là sự tôn trọng, còn không phải là vâng lời. Chúa nhìn bà Mary lúc đó nói rằng mẹ ơi mẹ, nói một cái ngôn ngữ của người Việt Nam bây giờ đấy, mẹ ơi, cái việc làm phép lạ không phải bởi mẹ bảo con làm, mà cha con ở trên trời cơ. Đấng đó nói thì con mới làm. Con làm bất kỳ điều gì mà cha trên trời con nói, con nói bất kỳ điều gì mà con được nghe cha con ở trên trời nói. Còn mẹ đó là mẹ của xác thịt, mẹ ở dưới đất này thôi. Thật ra phép lạ này không liên quan gì đến mẹ. Con không bất tuân cha con ở trên trời. Ý là như vậy đó anh chị em. Bố mẹ tôi là bố mẹ đẻ ra tôi, giáo sư dạy trường đại học mỏ. Nhưng mà ông không thể ngồi nói với tôi rằng ông ban điều hành loại này đuổi. Trưởng nhóm tôi bảo đuổi, cái hội trưởng ban ngành này đuổi. Tôi nói lúc đó tôi sẽ nói với bố mẹ tôi rằng bố mẹ ơi, bố mẹ đẻ ra con, nhưng mà hội thánh á, thì bố mẹ không phải là cái người lãnh đạo hội thánh. Hội thánh là của Chúa Giêsu. Ở trong nhà này đó, bố mẹ nói rằng dọn cái bát này, dọn cái ghế này, hay là lau cái toilet thì con sẽ làm. Nhưng mà bố mẹ không thể bắt con thay đổi hội thánh theo ý của bố mẹ được. Tất nhiên bố mẹ tôi không làm điều đó. Tôi lấy một thí dụ cho anh chị em biết rằng Chúa Giêsu Ngài không bất hiếu với mẹ của mình. Một câu chuyện khác, đang ngồi ăn, môn đồ nói rằng Chúa Giêsu ơi, mẹ và các anh em của Ngài đã đến đón Ngài. Chúa nói mẹ và anh em của ta là những người nghe theo lời và làm theo cha ta trên trời này. Có nghĩa là bà đó với lại các em ngoài kia đó là cẩn thận. Mọi người biết vì sao không?
mình phải đọc từ câu trên, cả câu chuyện dài từ phía trên cơ. Người ta nói về Chúa Giêsu là kẻ mất trí. Thế nên mẹ của ngài và các em của ngài sợ mất thanh danh của gia đình, muốn đến tóm cổ Giêsu mang về để cho nó đỡ bị mang tiếng của dòng họ là có thằng con mất trí và bị điên. Chúa đang làm những gì mà cha của ngài phán, thì mẹ của ngài và các em của ngài nói rằng bị điên. Vấn đề Chúa mới nói rằng chỉ có những kẻ biết về cha ta mới hiểu được những điều ta đang dạy. Đó là anh em thật và chị em thật và là mẹ của ta, không phải bất hiếu nhé. Còn lúc này là lúc chuẩn bị một con người chút hơi thở cuối cùng. Điều quan trọng nhất của một con người đó là lúc cuối đời anh ta nói. Chúa Giêsu nói quan tâm tới mẹ của mình, lại không quan tâm tới sự sống của ngài nữa, mà ngài nhìn xuống quan tâm tới mẹ của mình, ai nuôi? Chúa không tin vào mấy người em của ngài. Họ có gia cơ đấy, sau này cũng tin Chúa Giêsu là mục sư của thánh Jerusalem, nhưng mà lúc đó ngài muốn trao gửi cho một người tin cậy nhất, yêu ngài nhất và ngài yêu người đó nhất, không bỏ ngài những lúc khó khăn, đó chính là răng. Ngài quay ra nói răng, sự vâng lời mệnh lệnh của Chúa chỉ có 4 câu thôi. Răng, đó là mẹ ngươi, đó là mẹ ngươi. Và răng nói dạ, bắt đầu từ bấy giờ răng đưa bà Mary về nuôi. Câu thánh này ngắn lắm, nhưng mà khi nghiên cứu lịch sử, ông răng không lấy vợ. Sứ đồ Phaolô, ông không lấy vợ. Trong sách thư của ông nói rằng Phêrô lấy vợ, chả nhẽ tôi cũng không được quyền lấy vợ sao? Nhưng vì cớ nước Chúa Trời tôi ở vậy để hầu việc Chúa. Ông không hề nhắc rằng răng cũng lấy vợ, răng không lấy vợ. Ông ở như vậy vì đó là mẹ ngươi. Ông mang bà Mary về chăm sóc bà cho tới khi bà chết. Đọc lịch sử Hội Thánh, bà ta có thể sống 15 năm, 20 năm sau đó. Ông răng không rời khỏi Palestine, ông không rời khỏi cái vùng đất đó, mặc dù Phaolô đi, Phêrô tới Roma, nhiều người chạy sang Ấn Độ đi vùng này về nơi khác, nhưng con người này làm rung động trái tim của tôi khi đọc bản Kinh Thánh này này, không chạy theo đám đông. Người ta đang thành công ở bầm chứ kìa, người ta đang danh cò bùng bùng kìa. Philip, một người mà thấp nhất trong đám môn đồ, cũng đang bùng bùng ở Samari kìa. Răng ơi, tại sao ông ngồi một chỗ này làm gì? Sư đồ răng quay ra nói rằng bởi vì sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Thầy của tôi trước khi về, trước khi qua đời nói với tôi rằng đây là mẹ của tôi, tôi cần chăm sóc và phụng dưỡng bà, cho nên tôi vâng lời tốt hơn của tế lễ. Ông đã sống như vậy 15 năm, 20 năm cho tới khi bà Mary qua đời. Có nhiều lịch sử nói rằng, sách sử chép rằng, có người nói rằng là bà sinh Chúa Giêsu năm bà 17, 18 tuổi. Nhưng có sách khác nói rằng năm 15 tuổi bà sinh Chúa Giêsu. Như vậy khi Chúa qua đời, bà cỡ khoảng 48, 47 tuổi bằng tuổi tôi. Bà Mary, có thể bà sống thêm được 15 năm, 20 năm nữa. Và răng cứ ở như vậy, nuôi người này. Mọi người hiểu không? Mọi người biết vì sao không? Bởi vì ông hiểu được giao ước. Giao ước có nghĩa là gì? Là nan đề của Chúa, con hãy gánh giúp nhé. Nan đề của con, ta gánh giúp. Và đây này, Chúa nói trước khi ngài về trời, trước khi ngài chết, răng ơi, ta có một nan đề mà ta không thể làm được. Đó là mẹ của ta, ai chăm sóc? Ta không tin tưởng mấy đứa em trai của ta, ta tin tưởng mỗi mình con với ta trong giao ước. Còn mấy đứa em kia nó chưa trong giao ước, mới con với ta trong giao ước. Con là kẻ nằm trên ngực của ta đây này. Con là kẻ mà biết bao nhiêu lần con nói xin sấm chớp từ trời lửa đổ xuống thiêu cháy Samari này vì không tiếp nhận Chúa. Ngươi yêu ta, ngươi ở cùng ta, ta đã chỉnh ngươi biết bao nhiêu lần. Ta muốn con đáp ứng nhu cầu của ta, nhu cầu trong giao ước, hãy chăm sóc lấy mẹ của ta. Đó, nhu cầu là như vậy đó. Tôi cũng có người vợ, tôi cùng với vợ ở trong giao ước, chỉ có muốn một câu. Hai vợ chồng tôi nói cái ngày làm lễ đó, với chiếc nhẫn này anh sẽ làm chồng của em trọn đời, với chiếc nhẫn này em sẽ lấy anh làm chồng, làm vợ của anh trọn đời. Chỉ có câu nói đó thôi. Có nghĩa là mỗi khi mà cô ấy nói em có nhu cầu thì tôi phải là người trong giao ước đáp ứng nhu cầu đó. Khi tôi nói rằng anh có nỗi đau, có nan đề, là vợ tôi đáp ứng, đó là giao ước.
Giao ước là cái gì của anh là của em, cái gì của em là của anh. Và đây, nhu cầu của Ngài là nhu cầu của tôi. Nan đề mà Ngài cần răng nó bước vào để giúp đỡ. Chỉ một lời nói đây là mẹ của ngươi, mà răng trả giá gần 20 năm để chăm sóc người mẹ này. Hay không? Trong khi bao nhiêu người họ muốn chạy đi thật là nhanh, quyền năng Chúa đến đây, Chúa bảo từ từ đợi đấy, đừng đi ra khỏi Jerusalem, đợi đây. Họ đợi, họ nhận được quyền năng xong họ thúc cua bay đi. Nhưng răng nói, tôi nhận được quyền năng từ Đức Thánh Linh để làm chứng về Ngài. Làm chứng về Ngài có nghĩa là gì? Là vâng lời Ngài. Bởi câu nói đó là mẹ của ngươi ở với Ngài gần 20 năm. Mọi người biết điều gì xảy ra không? Tại sao tin lành của Giăng khác với tin lành của Ma-thê, Luca và Mác không? Tại sao những lá thư của Giăng khác với lá thư của Phê-rô và Phao-lô không? Hết thảy những lá thư của những người khác viết luôn luôn công bố, còn lá thư của Giăng luôn luôn giải thích. Tin lành Giăng luôn giải thích về bản chất của đấng đó, nói về Đức Thánh Linh, giải thích rất là cặn kẽ trong tình yêu. Còn những lá thư kia chỉ công bố thôi. Vì sao? Mọi người biết không? Bởi vì sự vô lời của Giăng đó là mẹ của ngươi. Ông đã nhận được một điều mà các sứ đồ khác không nhận được. 20 năm ở với bà Mary, bà kể cho ông Giăng nghe biết bao nhiêu câu chuyện của Chúa Giêsu từ thủa 30 năm đầu tiên mà không có sách nào chép ra. Mọi người biết không? Người mẹ đó, sau khi ăn xong mà ngồi xỉa răng, là bà ngồi đủ các thứ chuyện. Con biết không? Hôm đó là Chúa Giêsu cưa này, là hỏng mất cái ghế bị ông Joseph mắng thế kia đấy, mà Chúa xử lý ra làm sao? Và cuối cùng là bà ông nhận rất nhiều điều, sự tỏ ra từ trời. Tin lành Giăng được viết vào năm 90, và trong những năm đó ông ta đã nghiền ngẫm rất là nhiều. Chính tin lành Giăng nói ngôi lời đã nhập thể như thế nào, bí mật thuộc linh. Chính Chúa Ngài bày tỏ cho rằng, sách Khải Huyền do ai viết mà người biết không? Sứ đồ Giăng đó anh chị em. Ai là người sống lâu nhất để nhìn thấy hết phải những điều mà Chúa báo được hiện ra không? Sứ đồ Giăng đó. Phêrô, Phaolô đã chết trước khi những điều mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 xảy ra. Nhưng sứ đồ Giăng, ông đã chứng kiến hết. Chúa nói rằng sẽ có một ngày các ngươi phải chạy trốn, vì tai nạn sẽ xảy ra vùng đất này. Năm 66, người dân Do Thái đứng lên làm cuộc nổi loạn chống lại La Mã. La Mã đưa hoàng đế Titus đưa quân tới để diệt phá Jerusalem. Và đến năm 70, ông quyết định san phẳng Jerusalem. Đền thờ mà Chúa nói rằng các ngươi sẽ không còn nhìn thấy hòn đá nào ở trên hòn đá khác mà không sụp đổ. Nó đã được xảy ra năm 70. Phaolô không còn, Phêrô không còn, Gia-cơ không còn, nhưng sứ đồ Giăng còn. Đó chính là điều mà Phêrô nói: Chúa ơi, thế Giăng thì làm sao? Chúa nói Giăng nó sống đến những ngày đó, đó là việc của ta với nó, còn ngươi Phêrô hãy theo ta. Sứ đồ Giăng, ông ta đã làm theo điều mà Chúa nói, hãy đưa bà về nuôi. Bạn ơi, hãy cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay, xem Chúa phán với bạn điều gì. Đừng coi thường, Chúa nói một điều gì bạn nghĩ nó là nhỏ lắm. Nếu Chúa nói, con, đôi giày của người ngồi bên cạnh há mõm rồi, hay mua tặng nó một đôi giày. Bạn ngoái sang thấy tên này đuổi nhất hội thánh đấy. Tưởng như là mua đôi giày cho mục sư, con mua ngay để mỗi lần ông vung chân một cái là mình ngồi dưới giày của tớ tặng đấy. Còn đưa cho người này, chả ai người ta để ý. Không, nếu Chúa nói như vậy bạn hãy làm. Nếu Chúa nói bất cứ một việc nhỏ đến mấy hãy làm, vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nếu Chúa nói hãy làm hòa một ai đó, vâng lời tốt hơn của tế lễ. Amen. Nếu Chúa nói rằng hãy nói với ai một lời yêu thương, vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nếu Chúa nói rằng hãy gọi điện thoại cho người này hoặc nhắn tin một điều gì khích lệ, hãy làm, bởi vì vâng lời tốt hơn của tế lễ. Amen. Xin mời đứng dậy những người vâng lời Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.